Khát vọng mùa vàng tuần này, mời quý vị khán giả đến với huyện Nhân Trạch, tỉnh Đồng Nai để gặp gỡ nông dân Nguyễn Thị Bích Lệ, người phụ nữ bản lĩnh và nghị lực với tình yêu to lớn dành cho cây sen quê nhà. Vốn xuất thân từ nông nghiệp nên khi nhìn thấy gia đình và bà con nông dân lâm vào cảnh khó khăn vì sen trồng ra lại không thể tiêu thụ, chị Lệ quyết tâm vay mượn vốn để đầu tư cơ sở chế biến các sản phẩm từ sen, với mong muốn giúp bà con trồng sen có đầu ra ổn định. Đến năm 2020, Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp Trường Phát được thành lập. Từ những ngày đầu khởi nghiệp, chị Lệ luôn chú trọng chăm chút sản phẩm về chất lượng và hương vị, với khát vọng xây dựng thương hiệu sen Đồng Nai có thể cạnh tranh với sản phẩm sen từ các vùng khác. Ngay bây giờ, mời quý vị khán giả cùng tìm hiểu câu chuyện khởi nghiệp với cây sen của chị Nguyễn Thị Bích Lệ tại sân khấu Khát vọng mùa vàng. Hữu Đăng, Phước Lộc, xin chào mừng quý bà con đã đến với chương trình Khát vọng mùa vàng. Một chương trình nói về nông nghiệp, nơi những người nông dân có quyền ước ao khát khao về một vụ mùa bội thu. Và ở đây chúng ta sẽ được gặp gỡ giao lưu với những người nông dân, doanh nhân thành công trong mô hình nông nghiệp của họ. Và quý vị đừng quên khung giờ phát sóng của chương trình 19:15 tối thứ tư hàng tuần trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1. Tháp 10 đẹp nhất bông sen, Việt Nam đẹp nhất, chứ Việt Nam đẹp nhất có tên Ba Hồ. Hay quá ơi. Trời ơi, sao đâu mà em có được một cái giọng hát mà nó ngọt ngào đến như vậy. Anh muốn có được giọng hát như em không? Trời ơi, ước mơ cả cuộc đời anh đó em. Vậy anh đi ngủ đi. Ủa gì kỳ vậy, tự nhiên mình thích giọng hát hay cái mình đi ngủ là sao? Trời ơi, thì anh phải ngủ, anh giữ sức cái thanh quản của mình à, mới tốt. Ừ, anh cũng muốn ngủ sớm lắm, nhưng mà bị cái nhiều khi trong cuộc sống mình công việc bề bộn nè, 2-3 giờ sáng anh mới ngủ không đó. Khó ngủ lắm hả? Vậy thôi anh uống trà đi. Trời ơi, đã khó ngủ mà tối uống trà sao ngủ. Trà tim sen. Trà tim sen hả? Muốn thử lắm chứ, nhưng mà đâu phải đâu sẵn mà có thử liền bây giờ. Ủa đây nè. Ủa ở đâu có hay vậy? Một mâm bên kia kìa. Đúng rồi, sen là một loài cây vô cùng quen thuộc đối với người Việt, đều có một cái công dụng hữu ích trong cái cuộc sống này. Và để hiểu rõ hơn về loại sen ở Đồng Nai này thì chúng ta hãy cùng nhau đến với người kết nối của chương trình, đạo diễn nghệ sĩ ưu tú Vũ Thành Vinh và chị Bích Lệ trên sân khấu Khát vọng mùa vàng. Xin chào quý khán giả, đây là chương trình Khát vọng mùa vàng, nơi mà chúng ta sẽ gặp gỡ những người có niềm đam mê, có những khát khao mãnh liệt cho nông nghiệp nước nhà. Ngay bây giờ chúng ta sẽ gặp chị Bích Lệ đến từ Đồng Nai ạ. Xin chào MC, xin chào quý khán giả. Mình sinh ra và lớn lên tại xã Long Tân, huyện Nhân Trạch và tỉnh Đồng Nai. Nghe về sen thì bao giờ người hình dung đầu tiên cứ nghĩ là đến cái vùng Đồng Tháp. Bây giờ thì chúng ta thấy không chỉ là có sen mà có rất nhiều sản phẩm từ sen đến từ Đồng Nai. Thì sen chỉ lấy ngó làm rau và hạt sen chỉ để ăn tươi, có thể thay thế một số loại đậu. Thì vào thời điểm đó có một đơn vị về hợp đồng với nông dân trong huyện bao tiêu và thu mua sen. Thì công ty thu mua hạt sen lựa chọn rất là khắt khe, lên lượng sen mà nông dân làm ra bỏ khô héo ngoài đồng rất là nhiều. Từ cái cảnh tượng đó mà làm cho mình băn khoăn trăn trở, làm thế nào để giúp người dân quê hương mình giải quyết các lượng sen mà không có người thu mua. Và từ đó mình đã bắt tay vào bóc tách những cái hạt sen đem ra các chợ bán lẻ, rồi dần dần có mối bạn hàng và bán được số lượng lớn.
và từ đó mình đã thành lập cơ sở sản xuất sen của chính bản thân mình. Yeah. Thời gian trôi qua, mình đã liên kết với bà con nông dân tham gia mô hình hợp tác xã, và hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp Trường Phát được thành lập vào tháng 4 năm 2020, và hiện nay hợp tác xã bao tiêu trên 70 hectare, trồng hướng dẫn nông dân trồng sen sạch theo phương pháp hữu cơ. Bây giờ khi mà chị đã nghĩ ra cái cách chủ động hơn, mình đều sử dụng cái nguyên liệu trồng sen ở tại Đồng Nai thôi hay là có ở vùng khác không? Hiện nay thì hợp tác xã đã bao tiêu với hơn 70 hectare và trên 50 hộ trồng sen của cả tỉnh, và giải quyết công ăn việc làm cho hơn 40 lao động tại địa phương. Điều đó rất là quý ạ. Bà con ở quê có việc làm rồi còn được bao tiêu sản phẩm nữa. Rõ ràng là đời sống sẽ mỗi ngày mỗi phát triển hơn chị ha. Mình rất là vui và hạnh phúc khi thấy các sản phẩm của mình lần lượt được chế biến ra, và mỗi khi mà chế biến ra một cái sản phẩm gì đó thì chính bản thân của mình và gia đình mình là người thử nghiệm đầu tiên nhất. Dạ, chúng ta xài gần như hết từ ngọn đến gốc luôn chị hả? Vâng ạ, sen trồng ở Đồng Nai của mình nói đến thì cái chất lượng về nông sản thì nó có cái đặc trưng mà thiên nhiên ban tặng cho, là cái hạt sen nó vừa có cái độ bùi, độ bở và cái độ ngọt. Đây là một trong những sản phẩm như thế, đây là sen sấy bơ vậy hả? Sen sấy bơ. Cái hạt sen tươi thì bên Trường Phát có công nhân bóc tách theo công thức là thủ công, bóc tách từng hạt và bóc tách khô không ngâm tẩy, nên khi chế biến ra các sản phẩm từ sen như cái hạt sen, như hạt sen sấy bơ mà trên tay anh cầm, thì đó là nó vẫn giữ nguyên được cái hương vị thơm ngon và đặc trưng của sen. Và cái trà tim sen này thì theo cái công nghệ của bên hợp tác xã Trường Phát thì sấy rang và xay tự động bằng máy, nên các sản phẩm có công dụng rất tốt. Wow. Và hiện nay thì Trường Phát có chế biến thêm các loại trà tim sen túi lọc, nó làm cho rất là tiện lợi và thông dụng, an toàn khi khách hàng sử dụng. Hiện tại bây giờ thì Trường Phát chế biến 20 sản phẩm từ sen. 20 sản phẩm từ sen. Tận dụng hết tính dược liệu của cây sen, lá sen, gương sen và củ sen để chế biến ra các loại hạt sen, các loại bột từ sen và các loại trà từ sen. Thì trong đó là Trường Phát là có hai dòng sản phẩm bột từ sen, đó là bột sen dinh dưỡng và bột sen dinh dưỡng có tim. Rõ ràng là rất là nhiều sản phẩm chất lượng. Khi mà nhìn tấm hình phía sau này, ở phía dưới là các sản phẩm, nhưng ở phía trên là rất 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 nhiều bằng khen và bằng chứng nhận. Điều đó nói được là sản phẩm của chúng ta rất là chất lượng. Chị đã tham gia vào công việc này và đã có những cái thành quả, những cái bằng khen. Khi mà nhìn lại những cái thành quả mà được khen ngợi như vậy thì chị có cảm nhận thế nào ạ? Hiện nay cả các sản phẩm của sen Trường Phát thì có chứng nhận ISO 22000-2018. Vâng. Chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp quốc gia. Yeah. Chứng nhận sản phẩm OCOP đạt chuẩn 4 sao và nhiều chứng nhận nữa trên sản phẩm. Hơn 20 năm để đam mê chế biến ra các sản phẩm từ sen có sẵn tại địa phương của mình, thì mới ban đầu chỉ là một cô gái mới 20 tuổi. Yeah. Kinh nghiệm cũng rất là yếu kém, và từ đó mình khởi nghiệp cho đến ngày hôm nay. Vinh có cảm nhận chị rất là yêu quê hương của mình. Chị cứ nhắc đi nhắc lại là mong cho những sản phẩm, đặc biệt là sen Đồng Nai, phát triển hơn, bà con cũng có đời sống tốt hơn. Và đặc biệt là chị sẽ mang cái tâm hồn của mình, mang cái hương sen của Đồng Nai đi xa hơn. Mình rất là yêu quê hương Đồng Nai của mình. Vâng. Bởi vì người Đồng Nai của mình rất là chân thật, yêu cuộc sống, một nắng hai sương để làm cái bên ngành nông nghiệp. Bởi vì mình sống ở vùng đồng quê mà. Vâng. Đồng quê Nhân Trạch, tình cảm rất là gắn bó. Rồi thêm nữa là hiện tại là mình cũng chứng minh cho mọi người biết đến Đồng Nai mình vẫn có sản phẩm tốt, vẫn có sản phẩm chất lượng. Bây giờ thì chúng ta đến với Đồng Nai đã thay đổi hàng ngày. Mình đã chứng kiến sự thay đổi đó. Trong đó có những người con của Đồng Nai đang ngày cố gắng
muốn mang cái tình hạnh quê hương của mình đi xa hơn. Và ngay bây giờ chúng ta cũng đến giọng hát của một cô ca sĩ đến từ Đồng Nai. Xin mời quý vị thưởng thức giọng hát của ca sĩ Thiên Hương. Ca khúc Khi Đã Yêu với sự trình bày của ca sĩ Thiên Hương à. Hương ơi, ngày hôm nay em lên đây em gặp được đồng hương của mình, không biết là cảm xúc của em như thế nào nè. Dạ, hôm nay đến với chương trình thì em rất là vui. Và khi nãy em ngồi ở dưới nghe chị chia sẻ thì em cảm thấy chị Đồng Quỳnh phụ nữ rất là mạnh mẽ và rất là tài giỏi. Và em kính chúc cho chị và cơ sở của chị sẽ ngày càng phát triển hơn nữa. Dạ, chị Bích Lệ ơi, chị hãy gửi đến quý bà con một cái lời động viên, một lời chia sẻ nào đó. Các bạn mình ơi, mình hãy ráng cố lên và vượt qua những khó khăn, tiến tới những đam mê để đạt được sự thành công. Dạ, em xin cảm ơn chị rất nhiều. Và nhân dịp đây thì ekip của chúng em cũng sẽ có một phần quà sẽ được gửi trao đến cho chị. Và xin mời đạo diễn, nghệ sĩ ưu tú Vũ Thành Vinh lên trao kỷ niệm chương ạ. Và mọi người ơi, chúng ta đừng quên khung giờ phát sóng của chương trình Khát Vọng Mùa Vàng vào lúc 19:15 tối thứ tư hàng tuần trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1. Và mọi người, chúng ta hãy cùng trao một niềm tin. Khát vọng mùa vàng, khát vọng vươn xa. Giá trị xuất khẩu thô nó thấp, em mới nghiên cứu chế biến ra những cái sản phẩm tạo cái giá trị gia tăng cao cho cái hạt điều của Bình Phước. Thực sự khi mà Vinahen ra làm thì với một cái sứ mệnh đó là mang được cái sản phẩm hạt điều của Bình Phước đến tay người tiêu dùng.